Ngày xưa da mình xấu khách hàng chê, bây giờ da mình đẹp khách hàng khen, nó là một cái liều động lực tinh thần cho mình rất là lớn. Đây là cả nhà, cũng nhờ cái em combo cốt nấm xâm vàng này, nghe em Tiền nói luôn, cái bộ sản phẩm combo cốt nấm xâm vàng đánh tan nám, nghiền nát nám, phân hủy nám. Thì ở đây em Tiền cũng nói luôn, cái thằng này nè, em nói bán chạy cực kỳ khủng luôn, cốt nấm xâm vàng nhà em nha mọi người. Nhìn là cái chất kem nè, thành phần chính lysine niacinamide màu thâm nám, mọi người nhìn cái chất kem nè, nó là dạng lotion sành như cả nhà, không bít rít, không lộ vân kem, thoa tới đâu là nó tan tới đó, đánh bay hết mọi cái gốc nám luôn. Và em nói luôn, nó thiếu điều nó là khắc tinh của nám, mọi người nhìn nè, thoa vô cái tay kem mà nó bóng vậy rồi, có da của em nè, mọi người thấy không, khi mà da của mình căng bóng không có nám, da không sần nữa thì mình make up mình làm gì cũng đẹp hết trơn. Hôm nay em Tiền nói luôn nha, đánh con lớp chống nắng nặng, lớp chống phay nè, rồi sau đó em Tiền vẽ liner mắt cái vẽ chân mày là đi làm thôi, đơn giản vậy đó cả nhà. Rồi em nói mọi người luôn nha, combo cốt nấm xâm vàng này hiện tại nha đang rất là hot luôn và đang top thịnh hành luôn á cả nhà. Rồi chị nào mà nám và nhan của chân lông to muốn có một làn da đẹp ăn Tết thì đừng chần chờ nha, đừng bỏ qua clip của em nha, nhấp vô liền đi với chị để sở hữu làn da ăn Tết nha.